Yếu quá. Yếu một con. Còn có ghẹ luôn kìa quý. Hai ba con luôn kìa. Anh đem đi, anh đem đi. Quả này một công này, không có cá gì mà bậy bạ không? Rồi, mến chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hai lưới ghẹ bị yếu ghẹ cho nên ba mình thả cào miệng cào mực xuống cào mực nha các bạn. Thì loại cào mực thì nó khác với cào tôm, cào gậy. Thì cào mực thì nó ở trên, nằm ở trên cao hơn là cái cào gậy các bạn. Nên là lưới nó đi nó nhẹ hơn. Dính là chỉ dính mực thôi ha, chứ không có dính gì khác đâu. Giờ mình cùng xem cái mẻ này coi lên coi có được nhiều mực không nha các bạn. Mực này là cào, mực này là mực ống nha. Khi sáng thì bên chú mình á, không biết giờ ông chạy đâu không biết, ổng cào lên tới được tới đâu mười mấy ký mực nữa rồi. Giờ quyết định là mấy anh em cào thì thả xuống là cào mực hết rồi, nghỉ cào tôm mà. Rồi sao thấy nặng dữ hả? Có kẹt dép gì không vậy? Né né đi. Ghê lắm á. Vô rồi, tấp vô đó nha. Đây cũng có thêm dép nè. Thủ sẵn cái miệng cầu mực nha các bạn, không có ghẹ là bắt đầu mình lôi mực, lôi cào xuống liền. Cái dây màu này là dây đuổi mực các bạn, xuống dưới nó vũ tôi tủa tôi tủa mà tao sợ chạy. Ơi lên đi, vài chục cái mực kia ơi. Bên đây sao mà phao chìm vậy ta? Vũ mực chạy lên cái trên này luôn á. Quá trời cá cơm mày. Mực giữ không? Em. Ô. Quá trời cá cơm mà. Còn lại đi, có giữ đâu. Không có giữ đâu. Không ai lấy sọt đựng vậy. Lấy cái sọt chưa chú ạ? Đồ vô cá nữa kìa. Nè, dỡ cao lên đây. Yếu quá. Yếu mà. Còn có ghẹ luôn kìa quý.
hai ba con luôn kìa. Anh đem đi, anh đem đi. Rồi, đi rồi. Đi đi, tao lục. Đó luôn đi. Đúng là tột kìa, nhóc luôn. Quá dữ, con cá ghè chà bá luôn. Con này đông nhất dữ lắm nè. Đầy đủ hết trơn. Rồi tiếp tục làm thêm giả nữa, giả chiều nữa là xong. Thì cầu mực này là cầu ngày không cầu đêm ha. Thì đây là cái số lượng mực của cái giả cầu đầu tiên. Đóng vô qua đây vậy. Có để chung vô đó luôn đi, rồi cái này để cá. Có chỉ cá liệt giấy à. Ôi. Liệt giấy, giấy với ống nhiều ha. Con vô con bằng chạn nữa. Không đủ đăng lựa đó. Liệt giấy này vô bọc để vô cá văn luôn. Bọc chú ba. Trời, mấy con nó đổ luôn cái này. Mấy ký con tập. Đầu hai cái đó là được mấy ký. Sẽ làm xào là mấy mực bọt lại. Đó, lấy bọc vòi sách để vô đăng rồi. Đăng cái chỗ nãy xào nãy đó. Bọc này. Rồi giờ thì mình đợi giả tiếp theo mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Rồi bây giờ kéo cái giả cào thứ hai nha. Giờ này tầm khoảng 6-7 giờ các bạn. Thôi tôi xuống. Bị chéo dây cái gì kìa. Phía trước thì chú Hải kéo lô, phía sau thì hai người phía sau lấy dép đem lên luôn rồi tối nay chuẩn bị lấy lưới các bạn. Đang lấy dép trước, này lấy dép từ trước đưa vô cái đầu để cho nó sát vô luôn. Bây giờ mới phân chì lên. Phân chì lên trước xong rồi mới nó lên chữ A rồi bắt đầu mới lấy phao luôn. Lá cẩu lên đi để vô trong luôn. Nói rồi. Nói chì đi. Bỏ vô trong cái đầu lấy dây mình truyền mũi chì rít hết trơn vét nha. Không cho nó đặt nha. Đó.
lên đó, lên già đó. Rồi bây giờ bắt đầu chở vào rồi. Thấy cái cọc dây màu mấy cọc dây vào lấy dây đó để dành đuổi mình đó các bạn. Vẫn trong làng hả? Bỏ vô đây này hả? Đuổi vô rồi. Cái này rồi là mình gọi lôi cào lên trên mua này luôn chứ. Tại vì tối nay không tối nay kéo lưới cho nên nó cứ để ở dưới lù bù luôn. Ê mà có lên tới trên luôn vậy trời. Ờ mình phải thật nước. Cái miệng cờ mực mình thấy tương đối nhỏ nha các bạn. Nó không có cái bằng cờ tôm. Chỗ đó nó gắp cái gì vậy Tèn? Gắp cái gì vậy chú ba? Gắp lỗ luôn. Xíu à. Có mực, có mực. Rồi dở lên mình cùng xem coi giả này được nhiều nha các bạn. Trứng nước không à. Trứng nước. Trời ơi, nặng mực. Có mực kìa. Mở luôn đi. Ôi vô con mực gai luôn kìa. Cái đục xuống kìa, cho nó sạch đem cái đục xuống. Lấy cái miếng lưới chụp lại. Sao nó lấy không cái này. Thử một giọt luôn. Phải thế đấy. À, chứ nước không. Rồi vũ vũ cho nó sạch sạch. Đừng cầm quá đi. Coi chừng mực nhiều hơn sáng à. Chẳng rồi. Rồi lấy cái căn căn thử coi. Để ra đây gần hơi gớt đó luôn. Nằm nhiều, đó này. À. Hơn sáng không? Hơn 3 kg. Hơn 3 kg à? Được. Ừ, 4 kg luôn ơi. 4 kg luôn. 4 kg luôn. Với đây 2 kg hay 6 kg.
4 ký. Rồi mày không bay dễ vậy. Bay 4 ký đi. Còn 2 rưỡi. Cái ngon ghê không? Cá già. Rồi, để con cá vô đây căng luôn. Không đi rồi. Đổ bọc vô, rửa mình đổ vô bọc vô với ai tí. Chiếu vậy rồi. Rồi, đi tay. Rồi, vậy thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hai giả cào rồi. Tối nay sẽ lấy lưới. Rồi mình sẽ qua đây cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.